Em xin kính chào tất cả các bác nhá. Ở trong video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu với tất cả mọi người một cái mẫu chép vừa về xong của Long Hổ, có nhá, mẫu chép bờ B và C. Mã của nó là QP4410. Có nhá. Hàng nhập trailer có nhá. Đầy đủ tem mác, đầy đủ hết các bác luôn. Đấy các bác nhá. Con này thì là nó sở hữu một cái côn là côn 44 thôi nhá. Côn 44 và đây là một dòng chép bình dân. Mọi người bình dân. Bác nào có nhu cầu mua hàng các bác kích vào bên trái mà đến có cái giỏ hàng các bác nhá. Sau đó kích vào đó để mua. Đấy các nhá. Đấy ok. Đây là một dòng mô chép bình dân phục vụ tất cả các bác về chơi những cái dòng loa côn 30 hay 40 bình dân. Và giá thành của nó rất là yêu thương các bác nhá. Rất là yêu thương, rất là mềm mại. Đấy, chạm bích bóng lừ luôn. Hàng nhập các bác nhá, đầy đủ theo mã cốt mã vạch. Đấy. Cam kết các bác đây không phải là hàng Việt Nam các bác nhá. Đấy, ok chưa các bác? Đấy. Tiếng các bác đang nghe đây, tiếng rất là mịn màng các bác nhá. Côn 44 công suất là của nó là 45W. Thắng trở 8 ôm các bác nhá. Đấy, rất tuyệt vời các bác luôn. Cực kỳ chất. Đấy. Cực kỳ chất luôn. Và giá thành của nó rất là yêu thương. Giá hai củ chép như này thì em đang bán cho tất cả các bác, giá chỉ có 590k một đôi, bao ship cho anh em luôn. Đấy, không có hồng kèn đâu nhá các bác, thích lắp hồng kèn nào to nhỏ gì tùy các bác nhá. Đấy, còn 590k một đôi thôi các bác nhá. Đấy, rất tuyệt vời. Côn 44 hàng nhập trailer các nhá. Đấy, rất tuyệt vời. Đấy, tiếng rất là sang xịn mịn. Đấy, ok, phù hợp mê các bác làm loa thì lắp loa tuyệt vời luôn. Đấy, 590k các bác nhá. Các bác có nhu cầu mua hàng các bác kích vào bên trái mình có cái giỏ hàng các bác nhá. Đấy, dòng chép bình dân côn 44. Đấy, tuyệt vời luôn. Đấy, rất là vừa miếng các bác nhá, tiếng ok. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em nhá.